đất anh hùng. Huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum tự hào có một nơi được ví là xã anh hùng, đó là xã Đắc Uy. Đến với xã Đắc Uy, bạn sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa của người Sơ Đăng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã Đắc Uy là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Người dân nơi đây sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương, nuôi dấu cán bộ, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa cách mạng, biến Đắc Uy thành một pháo đài vững chắc, bất khả xâm phạm của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn kháng chiến. Trong không gian lịch sử văn hóa của xã Anh Hùng, Đập Mùa Xuân là một danh thắng, một di tích lịch sử văn hóa đầy tự hào. Không chỉ có ý nghĩa lịch sử, Đập Mùa Xuân còn có ý nghĩa kinh tế xã hội, đã trở thành một thắng cảnh, một nét đẹp cảnh quan và văn hóa tại huyện Đắc Hà. Ngày 22 tháng 12 năm 1975, đập Đắc Uy, công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Gia Lai Kon Tum bấy giờ, đã được khởi công. Suốt 500 ngày đêm, hàng vạn cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 331 và 332, lực lượng vũ trang quân khu 5 đã biến một vùng đất khát cháy, xác xơ vì bom đạn trở thành những xóm làng trù phú như ngày nay. Ngay khi công trình hoàn thành, đập Đắc Uy đã được đặt tên là Đập Mùa Xuân, một cái tên thật đẹp, hòa cùng khí thế chiến thắng, hòa cùng sắc xuân huy hoàng của dân tộc. Đến với Đập Mùa Xuân, bạn có thể thả hồn với không gian thiên nhiên hữu tình thơ mộng. Đập Mùa Xuân đẹp như một chiếc gương soi, long lanh giữa núi ngàn xanh thẳm. Đến với Đập Mùa Xuân, bạn sẽ cảm thấy những lo toan bộn bề của công việc, của cuộc sống tất bật như được xóa tan. Bạn sẽ thư giãn với núi đồi, cỏ cây, sông nước. Ngồi tại đây, phóng tầm mắt ra xa, chúng ta sẽ được ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp của đại ngàn, có núi đồi trùng điệp, có đồng lúa xanh bát ngát, có những dòng suối nhỏ. Nhờ nguồn nước từ đập, ta được chiêm ngưỡng một màu xanh của ruộng nương, vườn tược tươi tốt, một miền quê trù phú thanh bình. Đập Mùa Xuân, xã Đắc Uy, một điểm đến lý thú, một trải nghiệm phong cảnh văn hóa lịch sử đầy ý nghĩa. Dọc đường Hồ Chí Minh ngược về phía Bắc.